Xin chào anh em và chúng mình em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn soi kèo trận đấu giữa Manchester City và Southampton. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đầu thứ 10 của Premier League vào lúc 21 giờ ngày thứ bảy, 8 tháng 10 trên sân vận động Etihad của Man City. Man City đương nhiên luôn là người được đánh giá cao hơn cho cặp đấu này, vì thành tích đối đầu vượt trội của họ là điều đương nhiên, nhưng trong 5 lần đụng độ gần nhất với Southampton, các học trò của Pep Guardiola đã bất bại, họ giành được 3 chiến thắng và 2 lần chấp nhận chia điểm. Ở trận đấu gần nhất, City đã hủy diệt đối thủ của mình với tỷ số 4-1 ngay trên sân nhà. Với thành tích bất bại, Man City hiện đang là đội đứng thứ 2 tại Premier League với 6 trận thắng và 2 trận hòa. Và trong trận đấu gần nhất, họ đã đả bại Manchester United với tỷ số 6-3. Hàng công của Man City hiện đang là hàng công mạnh nhất giải đấu với 29 bàn ghi được. Khi siêu sao của họ là Erling Haaland có cho mình tới 14 bàn thắng chỉ sau vỏn vẹn 8 trận đấu mà thôi. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của Kevin De Bruyne cũng không khiến nhiều người bất ngờ khi sau 8 trận, chân truyền người Bỉ đã có cho mình tới 8 kiến tạo. Hàng thủ tiếp tục vẫn là điểm tựa vững chãi cho thầy trò Pep Guardiola khi họ mới để lọt lưới đúng 9 bàn sau 8 trận đã đấu. Sau những trận đấu tưng bừng kể từ đầu mùa giải, có thể kể đến trận hòa 3 đều trước Newcastle hay trận đại thắng 6-0 trước Nottingham, việc hầu hết các kết quả gần đây của Man City đều nổ tài là điều dễ hiểu. Cụ thể là trong 5 trận gần nhất, có tới 4 kết quả của City là nổ tài. Đồng thời, theo kèo châu Á, đội bóng áo xanh cũng đã thắng 4 trên 5 kèo gần đây nhất với phong độ ấn tượng đó. Trong khi đó, Southampton, trái ngược với hình ảnh một đội bóng ngáng đường khó chịu trong những năm gần đây, lại đang đi xuống một cách rõ rệt. Thầy trò Ralph Hasenhüttl còn đang nằm trong vòng nguy hiểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua. 7 điểm có trong tay đang đẩy giờ xanh và chỉ cách nhóm xuống hạng có đúng 1 điểm mà thôi. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, phong độ của Southampton là vô cùng đáng thất vọng khi họ chỉ thắng 1 và thua tới 4, trong đó có 3 trận thua liên tiếp cho tới thời điểm hiện tại, gần nhất là trận thua 2-1 trước Everton ngay trên sân nhà. Hàng công của đội chủ sân St Mary chỉ ghi được đúng 8 bàn và đẩy thủng lưới tới 13 lần. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Southampton đã để thua 4 trên 5 kèo gần đây nhất. Và trong 5 trận đấu này, chỉ có 1 trận nổ tài và 4 trận là nổ xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra trận đấu này là 3,5. Với phong độ kinh hoàng của hàng công Man City, thì việc họ tự ghi được trên 3 bàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, mức chấp nhà cái đưa ra là City chấp 2,25. Như đã nói, City đang sở hữu một chuỗi phong độ ấn tượng, cả công lẫn thủ, còn Southampton thì lại quá yếu. Vậy nên một chiến thắng với cách biệt 3 bàn là điều City có thể làm được. Và đội bóng áo xanh là tập thể xứng đáng để chúng ta đặt chọn niềm tin. Dự đoán Man City sẽ dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước Southampton. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.